Xin chào các bạn, chúc một ngày mới an lành. Đây là cái giống chim bồ câu của Nam Thu đây. Cái con bồ câu màu vàng đó bạn, đó là con Mỹ á, nhưng bồ câu Mỹ con bông, mà con bông trong kia nó là bồ câu Pháp. Mình đang cho nhân giống, mà nhân giống mình lai giữa Mỹ và Pháp thì nó tạo ra cái dòng lai á. Con Mỹ á, thì nó to con, nhưng mà nó nuôi con không khéo. Thì con Pháp á, nó nhỏ con một tí nhưng mà nó nuôi con rất là khéo, nó đẻ rất là sai. Để từ đó để mình cho lai để cho ra sản phẩm cái dòng sắp F1. Cái giống bồ câu này nó rất là dễ nuôi. Ở những vùng miền khác thì Nam Phu không biết, nhưng mà tại vì cái khu vực của mình ở khu vực Sài Gòn nè, nuôi rất là dễ bạn, hầu như là chúng không có bệnh tật gì hết á. Nó nuôi nó rất là dễ, tại có lẽ do phù hợp với khí hậu hay sao á. Nó chim này mình chỉ cần mình cho nó ăn thức ăn vừa phải thôi bạn. Một ngày mình cho nó ăn chừng 2 lần, có gì mình dụng lấy. Đây nè, ở đây thì Nam Thu là thường cho năng là cái món này là cái Nam Thu cho năng là gạo lứt. Đây nè, gạo lứt nè, lúa nè, dưa cắm viên con cò cá nó dành cho gà ăn á. Có dùng á, người ta cho nó ăn lúa, cho dùng người ta cho nó ăn bắp, hoặc người ta cho nó ăn cau lương hay cái gì mà nếu có gì cho ăn ấy. Mình đây thì mấy cái vùng mà cái vùng mình thì nó cho nó thường thường nó có cám nhiều, như gạo lứt như lúa mình cho ăn ba thứ này thôi, cũng không cần nhiêu đây là đủ à. Nhiêu đây thức ăn là cái là đủ chất dinh dưỡng nè. Cái cám này nó có đầy đủ dưỡng chất thực phẩm dành cho gà mà. Thật ra khi mà con chim á, khi mà nó đẻ chim con á, bắt đầu mình mới cho nó ăn cái này, mới cho nó ăn cái dòng nè, mới cho nó ăn thêm cám. Các bạn thấy không, đây là đầu tiên là mình có mấy dòng thường chủng nè, con mái thường chủng nè, thường chủng mình cho lai với con mái Mỹ cho lai chống Pháp. Đây con ở đây nó đẻ rất là sai mấy bạn nè, nó xuyên đẻ lắm. Con nó nhỏ xíu là mình chuẩn bị khi mà đầu tiên mình để con nó đẻ trên đây, đẻ nó trên cái rổ này nè. Khi mà con nó lớn lên như cái tầm này mình đem xuống là bắt đầu là con chim mẹ là nó chuẩn bị nó lót tổ để cho đẻ đứa khác. Đấy thôi, mời các bạn tham quan một vòng ha. Nè, đây cặp này nó đang ấp đây nè. Đó, nhìn đây. Đây. Cặp trên đây, đó, trên đây cũng đang ấp đây. Đang ấp đây. Nè, cặp này bạn thấy không? Cặp trên này chim đây là sản phẩm của cái dòng F1. F1 mình cho lai vì nó đẻ chim con là dạng là chim thịt thôi. Còn bên đây nó đang, nè bạn thấy không? Đây. Cái dòng này dòng F1 các bạn. Đây là dòng F1. Dòng bây dòng F1 xong rồi bây giờ nó đẻ ra con đó. Lên đi, đây là chim con đây nó đang là chim con đây. Chim con nó rất là mau lớn đấy. Bên đây nó cũng đây này, nó cũng đang ấp trứng này các bạn, đang ấp trứng này. Nó dễ nuôi lắm các bạn, nếu mà nuôi chim mà nuôi chuồng á thì mấy bạn ngoài thức ăn thực phẩm mới ra ha, bạn cho ăn đầy đủ ha. Thông thường là mỗi một ngày mình nên cho ăn 2 lần, tại vì chim mà mấy bạn mà cho nó ăn nhiều quá đó, ăn nhiều quá thừa mứa nuôi gấp thức ăn nó bỏ phí lắm. Đây là cái khoáng chất nè, ngoài cái thực phẩm ra nó phải có khoáng chất nè. Khoáng chất thì nó gồm có cát nè, muối nè, bột sò nè, nó tăng cường khoáng chất cho con chim á. Ăn cái khoáng chất này con chim nó sẽ dễ tiêu hóa, nó không bị bệnh tiêu chảy. Đây để mình mời các bạn đi tham quan thêm vòng đấy ha. Đây là chim này cái dòng F1 rồi các bạn. F1 mà nó to như thế này đây nè, F1 to thế này đây. Chim F1 nè. Chim F1 này cái giống này nếu mình nó từ lúc mà nó nở ra đến lúc mà nó đẻ đó, thì nó cái tầm nó cũng khoảng từ năm tháng trở lên nè. Tại vì so với chim Pháp á, chim Pháp thì nó mau đẻ hơn chim Mỹ. Cái dòng lai nó hơi chậm chút xíu nhưng mà nó thừa hưởng được cái tầm dốc lớn con của con Mỹ, với nó cộng chung với cái đẻ sai thì thành ra mình cho ra cái dòng chim thương phẩm mà rất là tốt. Thì Nam Thu mới lai tạo được mấy cái giống này đây. Giống này chủ yếu là giống chim thương phẩm để mình bán thịt đó, mà đẻ là giống siêu thịt đó. Con này nó dạng lắm.
Con này dạng đây nè, bạn thấy không, đây nè, nó ở tầm này nó bạn, tầm này là tầm này là chuẩn bị mình xuất chuồng được nè, tầm này nè đó là mẹ nó trên đây nè, đây là bạn thấy không, mẹ nó, khi mà chim con nó là mẹ nó đã đẻ nữa, bạn thấy không, mẹ đang ấp trứng, mẹ đang ấp trứng là chim con mới lớn vậy nè, chim con bé tí vậy đây là mẹ nó đang ấp trứng nè, mẹ nó chuẩn bị cho ra đời lứa kế tiếp. Đây con này nở, cặp này cũng đang nở đây, đang nở đây. Đây bạn thấy không? Đây. Dưới đây. Dưới đây lứa là ba con. Ba con. Ba con này. Có nhiều bạn thắc mắc là chim đẻ hai trứng làm sao mình năm tôi có cái tổ tới ba con. Các bạn nuôi như vậy á, nhiều lúc mình á đều nó đang đẻ, nó đang đang ấp cái tổ kế bên á có một vấn đề gì đó mà mẹ nó bỏ tổ á, hay nó có một trứng á, cái mình muốn cho nó kinh tế mà mình muốn gom lại, nó gom lại mình gửi cho con chim này nó ấp thế thì nó có ba con, thế thôi, đơn giản vậy thôi, mình gửi trứng mà. Ở bên đây đây con này cũng nở, cũng còn nở con rồi. Cặp này không thấy không? Cặp ở đây cũng đang nở nè, không thấy không? đang nở con, hai con này, hai con. Còn cái bí quyết làm sao mà mình để cho cái giống chim này nó đẻ liên tục mà chim mẹ nó vẫn khỏe mạnh, thì chút nữa thì Năm Thu sẽ chia sẻ với các bạn là cái cách thức làm sao mà mình nuôi chim nó đẻ rất là nhiều nhưng mà chim mẹ nó không mắc sức nha. Rồi để mình chia sẻ cái kinh nghiệm để mình nuôi chim thịt mà chim mẹ nó đẻ liên tục mà nó không bị mất sức rồi nha. Rồi chờ mình chờ một chút xíu để mình chuẩn bị, để mình sẽ minh họa một số hình ảnh để cho bạn thấy là cách thức mà Năm Thu nuôi chim mẹ đẻ rất là sai nhưng mà chim bố mẹ không bị mất sức, là chim con vẫn khỏe mạnh bình thường. Khi mà cái chuồng nuôi bạn nuôi bồ câu công nghiệp, bồ câu bạn dùng để mà ăn thịt á, bồ câu thịt á, thì nó có chuồng trại của nó, là đây là cái loại chuồng nó có kích cỡ sẵn rồi, đây là loại chuồng công nghiệp. Cái chuồng này á, chuồng kẽm, nó có bề cao nó 5 tấc, bề ngang 5 tấc thì dài 1 thước. Khi mà cái chuồng này á, thì mình mua nuôi cái chuồng này mình ghép được thành hai đôi, tại nó ngăn làm đôi, hai ngăn mà. Đó, mỗi một ngăn là bạn nhốt được một đôi thế này đây. Khi mà mang cái chuồng này về họ không có cái lửng như thế này đâu bạn, họ không có cái lửng cho bạn như thế này đâu, mà cái lửng này mình phải tự làm, mình tự làm một cái lửng như thế này. Các bạn làm một cái lửng như thế này rồi xong rồi các bạn để ở đây một cái rổ để cho chim nó đẻ trên đây. Chim nó đẻ, khi mà cái thời gian mà chim nó đẻ con nó lớn rồi á, con nó lớn rồi thì các bạn mang con nó bỏ xuống thì con chim mẹ nó sẽ lên tổ, nó đẻ tiếp một đợt nữa. Là đây là đợt chim này đây là chim ra ràng, đợt chim này là các bạn có dùng có thể là thịt được rồi á các bạn. Vậy nha, cái chuồng các bạn dù cho mình mua hay là mình làm á thì mình cũng nên làm một cái thống nhất, một cái kích cỡ để khi nào mình có thể mình trồng lên như thế này, bạn thấy không, trồng lên, Năm Thu trồng như thế này đây. Năm Thu sẽ trồng lên từ tầng như thế này đây thì nó sẽ đỡ chiếm cái diện tích chuồng trại của mình đó. Bây giờ sẽ Năm Thu sẽ chỉ các bạn, chia sẻ các bạn một số cái bí quyết mà làm sao để mà chim mẹ nó cứ chim con béo tốt thế này, chim mẹ vẫn có sức khỏe để mà chim mẹ lên tổ để mà làm tổ xong mà đẻ và nuôi con cái lứa kế tiếp này các bạn. Đây thì Năm Thu sẽ hướng dẫn cách các bạn nha, một cái cách thức nó rất là đơn giản thôi mà chắc có lẽ cũng nhiều người biết, mà thì mình cứ chia sẻ như vậy, ai biết thì biết, không biết thì nhờ đó mà học hỏi thêm thôi ha. Đây khi mà chim non đây các bạn, đây chim non là khi mà được cái tầm như thế này đây, cái tầm như thế này nè bạn, chim non là tầm được như thế này đây, là các bạn phải mang nó xuống khỏi rổ mình để cho nó trống chỗ á, cho mẹ nó lên tổ làm tiếp. Mà các bạn khi mà lót tổ cho chim á, các bạn dùng miếng dẻ, các bạn lót trong vài ngày các bạn mới thay cái dẻ mới, tại vì con chim nó ăn nó ỉa rất là nhiều, nó ỉa vô cái rổ nên sẽ làm dơ á, dơ rồi nó có nhiều mạt á, nó nhiều mạt rồi mấy con chim nó sợ nó bỏ tổ. Dạ ở đây bạn thấy không, đây đây là một số chim này nè. Đây chim này một tổ này ba con nè, tổ ba con là do chim mình gửi á bạn, một con của hai con của mẹ nó và một con làm vú nuôi gửi cho nó con thì tổ thành ba con.
thành ra mình phải tiến hành mình mớm mồi, mình cho ăn dặm thêm, tại vì làm sao mà con chim mẹ nó đủ sức mà nó nuôi mà ba con như thế này mà khỏe mạnh mà tốt mà to như thế này. Chim này là chuẩn bị ra ràng, chim này nó được 20 ngày rồi, vài ngày nữa mình xuất chuồng chim này được. Có nhiều người người ta nói ăn chim bồ câu nó ác, ác độc, ăn chim bồ câu thôi thiên hạ mà cái miệng đời ai muốn nói gì họ nói. Thì con chim bồ câu đại khái mình đem mình nuôi chim thịt thì nó là nó dạng chim thịt, mà chim thịt là nó được thuần hóa từ Âu Châu đấy chứ, đâu phải người Việt Nam thuần hóa đâu, giống chim Pháp siêu thịt từ từ Pháp đó qua đây chứ. Bên kia người ta đã nghĩ tới cái chuyện đó, người ta nuôi tăng thịt rồi, thành ra ai nói mình ác thì cái chuyện của họ đi, mình cứ nuôi, mình nuôi bạn nào thích thích thịt thì thịt, không thích thì bạn nuôi lòng kiểng tùy thôi. Mỗi người mỗi một kiểu mà, mỗi một người sở thích thì không ai không ai. Giờ khi mà chim non này năm thu quay lại nói cái chuyện mà để mình cách thức để mình cho cái chim mẹ nó có sức. Đây là cái thời kỳ này là con chim non này nó rất là khỏe, nó rút mẹ nó nhiều lắm. Nếu mà mẹ nó cho nó ăn, cha mẹ ăn liên tục luôn, nó rút cha mẹ nó rất ốm. Thành ra ngay thời điểm này mình phải tiến hành cho ăn dặm với bạn. Thì cách thức ăn dặm thì nó cũng đơn giản, cũng dễ thôi. Đây, không thôi chị. Các bạn dùng cái chai nước này. Rồi các bạn đổ cắm viên á, cái loại cắm viên con cò mấy bạn. Bạn đổ cắm viên bạn ngâm vô đây. Ngâm cắm viên cho nó nở ra nó giống như là dạng sữa, đó sữa vậy nè. Lắc đều cái chai này, lắc đều cái chai. Cứ mỗi một ngày á, các bạn cứ tiến hành cho nó ăn dặm. Mà khi mà mình cho con chim con nó ăn dặm rồi á thì nó sẽ no rồi, nó không rút mẹ nó nữa. Rồi mẹ nó sẽ có sức khỏe để mẹ nó ấp ấp và đẻ nuôi con lứa kế tiếp, nó tránh chim mẹ bị suy á. Để năm thu hướng dẫn các bạn cách thức cho nó ăn cho đơn giản ha. Rồi, mở miệng ra các bạn cứ bơm ăn vào. Đó, thức ăn đây, bơm thức ăn giờ khi mình bơm mình thấy cái bầu dừa nó căng lên là được, không thấy không? Căng lên là được ha, bầu dừa nó no lên ha, no lên là được. Người nhiều người không biết đăng cái clip này lên thế nào, tao cũng nói thằng cha này cho ép ác quá, cho ép chim ăn này, cho nhồi nhét. Cái này không phải nhồi nhét, mà trẻ con mình ăn mình phải đút nó ăn mà, giống như trẻ con nó cho ăn như thế. Nếu mà nó không ăn được thì nó yếu, nó không nó chậm phát triển. Đó, đây là cái này, trong cái thực phẩm này thì nó không hề có một cái chất chất kích thích hay chất gì các bạn. Mình chỉ đơn giản là mình chỉ ngâm cái cám cho nó mềm đó thôi. Mềm đó bắt đầu mình cho chim nó uống thôi, nó uống nước sữa này. Thì khi mà con chim nó no như thế này nè, là tạm thời nó không rút mẹ nó nữa thì mẹ nó có thời gian tẩm bổ nên mẹ nó đẻ lứa kế tiếp, à, thấy không? Đó. Đây, mình sẽ cho ba con còn lại ăn tiếp. Chứ nếu mà bạn mà không có sự trợ giúp của mình á, nó con chim mà nó rút con chim mẹ rốt cuộc là chim mẹ thì nó cũng còi cọc và chim con cũng không phát triển nhiều. Nó thành ra mình chịu khó. Chứ mỗi một ngày các bạn cho nó ăn dặm như thế, ít nhất một lần như thế này nha mấy bạn. Cái nói là cái nghề nuôi bồ câu này nó cũng hơi nhạy cảm, có một số người ta phản đối lắm, người ta nói ăn bồ câu và ăn tàn, ăn ác, ăn đủ thứ, ác đủ thứ. Họ nói họ gieo mình bao nhiêu tiếng ác thôi kệ, mình nuôi mình ăn chứ mình đâu có ăn cắp của ai đâu. Mấy người mà đi ăn cắp của ai ăn mới là tội lỗi, không mình có ăn cắp gì đâu, mình tự cung tự cấp mình nuôi thôi, mình nuôi nó thì thịt nó. Cái quy luật của tự nhiên nè, quy luật của tự nhiên là phải muốn tồn tại phải mình ăn chứ, mình nuôi nuôi con này con kia mình ăn, chứ hỏi săn bắn ngoài rừng còn đâu nữa là săn bắn hết mẹ rồi còn đâu thì giờ phải nuôi thôi. Để mấy bạn thôi, hôm nay thì Năm Thu chia sẻ cho mấy bạn nói chung là cái kinh nghiệm có nhiều chút hết ra đó, chút hết ra để mình chia sẻ với các bạn là cách thức các bạn nuôi bồ câu thương phẩm, bồ câu thịt để cho nó có kinh tế, nó có tăng suất nha. Rồi thôi, cũng giờ thì cũng không còn gì để nói nữa ha, cũng nói hết rồi. Bạn nào có thắc mắc cái gì, những chuyện gì hoài lề mà Năm Thu nói thì các bạn cứ comment thì Năm Thu sẽ phúc đáp. Năm Thu sẵn sàng phúc đáp, nói chung là biết cái gì phúc đáp cái đấy, không biết thì mới bó tay thôi. Vậy thôi nha, rồi thôi bye bye các bạn. Hẹn gặp lại mấy bạn trong video kế tiếp nha. Rồi bye bye.